Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Pel. Hiện tại thì mình đang trong một con map có tên là Cuộc Chiến Đào Dầu Mỏ các bạn nhá. Map này thì mình thấy là ở trên group cộng đồng gia tộc mèo Pel không Pel hay ở đâu mình không nhớ nữa. Chỉ biết là mình có tình cờ thấy cái ID map này các bạn ạ. Hôm nay thì mình hướng dẫn thanh niên người tối cổ chơi map Cuộc Chiến Đào đây. Alo GB ơi, GB, GB. Đây em đây. Mày đã từng chơi cái map Cuộc Chiến Đào bao giờ chưa? Hả? Chưa chơi. Chơi á, cái Cuộc Chiến Đào ấy mày chưa chơi bao giờ à? Ô. Ô cái này tao nhớ là còn từ ngày xưa mà có dư nó lắm rồi mà. Không, lúc đó anh lúc em nghỉ rồi. Ủa thế á? Ui, nói chung ấy cái map Cuộc Chiến Đào nó kiểu như là đúng như kiểu tên gọi ấy, tức là mày phải đào phải không? Mày phải đào để lấy cái đồ đấy xong đi chế đồ phải không? Chế vũ khí, chế súng gì đấy hiểu không? Đó. À. Nói chung là cũng đơn giản đấy mà, nó chỉ là đào. Nhớ, mày chơi rồi mà là gì chứ không chơi. Nhớ có chơi một lần rồi. Đó thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn thanh niên GB tối cổ chơi lại Cuộc Chiến Đào các bạn nhá. Map này có tên là Cuộc Chiến Đào rồi mà. Ô, GB ơi, hình như có dấu chân này, mày di chuyển đi GB, mày di chuyển đi. Đấy, dấu chân của ai? Dấu chân hình dầu mỏ này đấy, thấy không? Mình di chuyển đi dầu mỏ này, đấy không? Đó, hình của dầu mỏ. Đó, thấy không? Ôi đúng rồi, mỏ. Đó, ôi, map này có chiếc G này sao ấy, xịn phết các bạn ạ. Để mình đọc qua một vài thông tin map nha. Map của bạn tên là Mini Game TV, ID là 39489380 các bạn nhá. Ok, nói chung map này có tên là Cuộc Chiến Đào Dầu Mỏ, nói chung cũng không có thông tin gì nhiều đâu. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mèo Pel và GB TV các bạn nhá. Và bạn nào mà không biết thì có thể là xem search GB TV mà hình như là kênh của bạn là GB TV của GB. Hello. Kênh của GB là GB TV các bạn nhá. Đừng quên ủng hộ cho cả GB nữa các bạn nhá. Rồi. Bây giờ thì bấm bắt đầu xem thử xem cái map Cuộc Chiến Đào Dầu Mỏ này nó chơi như nào đây. Ồ ha. Thì mày đầu tiên mày cầm cái cuốc, phải theo cuốc chứ, mày thấy có cái cuốc gỗ không? Đó. Cuốc gỗ đúng rồi. Mở cái dương ra, mở cái dương ngẫu nhiên đã. Mày mở cái dương ngẫu nhiên đi. Ôi, ta mở ra cái cuốc ánh sáng của đảng này. Bất đời hiểu. Đây này, có cái dương ngẫu nhiên này. Thử cái cuốc ánh sáng của đảng này nào. Úi dồi ôi, cái cuốc ánh sáng của đảng khỏe phết các bạn. Ô thế này thì đâu cần phải dùng cái để nó chế cuốc được. Ôi cái cuốc ánh sáng của đảng ngon phết này. Ê. GB mở cuốc gì ở bên? GB mở dương gì đấy ở bên? Em không biết mở gương. Mở cái gương thôi, chuột phải vào. Trời ơi, tối cổ đấy mày. Một cái gương đấy, chuột phải vào. Gương màu gì anh? Cái bên đang cầm đây đúng rồi, cái bên đang cầm đó. Trời ơi. Chuột phải vào, mở đi, bấm mở đi xong. Trời ơi, tối cổ. Ôi, cái khẩu gì ngon vậy? Wow. Gì anh à? Không biết sao tôi biết được. Cầm cúp gì ngon không? Em thử nha. Tao thử được mày. Đây là team mình mà, tao thử được. Mở mày check thử xem có cúp gì không? Check thử xem. Kiếm nè. Kiếm á, sao mình có kiếm cả xịn nhỏ, GB có cả kiếm các bạn ạ. Mình không có kiếm. Ui, mình phun cả đồ này. Ôm là thả kiếm sói này. Đây nó, nhìn này. Kiếm vàng, ô kiếm thả sói à, what the hell. What the hell. Ôi sói gì. Ôi mày không có cúp à. Mày không mở cúp ở GB, mày không mở cúp à. Ôi ơi, chúng ta có cúp ở GB ạ, tao có cúp rồi. Ôi, thả ít NPC thôi, mày không thả nhiều NPC, quá lag các bạn ạ. Map này nói chung là cũng khá là vừa vào cái chế là khá nhiều đồ, mình nghĩ là mình không cần đến cái cúp nhở. Mình có cúp ánh sáng của đảng rồi này, lên được cúp dầu à. Để mình thử đổi xem nào. Hợp nhất à, đổi cái này này tối đa luôn. Ok rồi, nhiên liệu tối đa luôn các bạn ạ. Mình coi thử xem nào, mình có thể đổi cái gì nữa nhở. Kiếm giáp à, đổi giáp đi. Túi giáp kim cương là cần cái này à? Túi giáp kim cương là cần cái dầu ăn tường an, mất rồi. Dầu ăn tường an là như nào? Cần dầu ăn tường an các bạn ạ. Sợ thật chứ. Không dầu rồi Nam ơi. Nam. Dầu tao cũng có mà, tao có một đống rồi. Để làm gì? Dầu để đổi đồ này đây, bấm NPC đổi đồ này, đó thấy không? Trời ơi, tao mua giáp kim cương rồi này, đó. Tao có túi giáp kim cương rồi. Ok nhá, có các kim cương các bạn ơi, full đồ kim cương. Ui, map này kiểu nhân phẩm tốt ý, mình mở ra một đống đồ xịn luôn, bây giờ mình khá là giàu rồi. Mình sẽ bổ trợ đây. Pháo hoa này, mình không biết là đấy, pháo hoa lửa đấy. Pháo hoa để mở đồ à, ok. Pháo hoa để mở lấy đồ các bạn ạ, mình tưởng cái gì, ok. Rồi, nói chung là cũng được khá là nhiều đồ ấy. Mình sẽ để gom lên ra thức ăn à. Mình cần bánh mì này. Em đổi đồ được không? Đấy, bấm chuột phải vào này, mày chọn này, có hợp nhất này, cúp này, kiếm này, giáp này, bổ trợ này. Đầu tiên mình nhìn công thức xem, ví dụ cái kiếm này cần bao nhiêu, mình cần xem công thức vào, đấy, rồi hợp nhất đi. Phiếu rồi. Đấy, bấm vào hợp nhất kìa, trời ơi, đúng kiểu tối cổ các bạn ạ. Đó, bấm vào hợp nhất kìa.
Ok. Ô cái này thức ăn này mua miễn phí này, ngon. Thức ăn này mua là miễn phí các bạn ạ. Ê hê, ngon đấy nhỉ. Thức ăn này mua miễn phí luôn. Ok là nhá, miễn phí các bạn ạ. Thức ăn này không mất tiền luôn. Súng cùi cần gì nữa. Mình có súng rồi nghe. Mình có súng máy level 2 các bạn ơi. Hiện tại là mèo béo đang có súng máy level 2 rồi. Khá là ngon đấy, mình nghĩ là mình sẽ tập trung nâng súng đấy, mình không nâng kiếm đâu. Bởi vì hiện tại mình đã có sẵn súng rồi, mình có bên nâng kiếm rồi bê. Mày có kiếm rồi không? Mày có sẵn kiếm vàng rồi thì mình nâng kiếm đi. Tao có súng rồi, tao nâng súng thôi. Tao đang có súng máy level 2 các bạn ạ, mình đang có súng máy level 2 rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cái súng máy level 3. Muốn có súng máy level 3 là cần 2 súng máy level 2 cả. Uầy. Muốn có súng máy level 3 là cần 2 súng máy level 2. Đúng nhỉ? Ờ bây giờ cần 2 súng máy level 1. Cần 2 súng máy level 1. Đó, ok này. À lại còn cần thêm 1 súng máy level 2 nữa. Ôi, nhiều công thức thế. Điên em ơi. À GB. Gì ơi. Tao đang chế súng. Ôi, GB có khẩu ốp này. Ôi, GB có súng ốp à. Cái khẩu ốp là cái khẩu khỏe nhất trong map GB ạ. Mày đang cầm khẩu súng khỏe nhất trong map đấy GB ơi. VIP thật các bạn ạ. Em mới lắc ở Nam à. Mày sao sợ lắc, lắc kiểu gì. Lắc là lắc như nào. Chuyển được. Không thể chuyển được. Trời ơi. Thanh niên này chứ. Thanh niên này lại không nâng cấp đường truyền mạng. Ôi trời ơi, mua máy xịn mà không nâng cấp mạng các bạn ạ. Sao không di chuyển được như nào? Thế là thế nào? Hả? Sao? Làm sao? Tao bị gì bình thường này? Hả? Đúng rồi. Sao giờ? Tao thấy bình thường mà. Ủa thế là mạng mày lát rồi. Mày nhìn thêm không, đi mà. Mẹ em thấy anh đang đẩy em nè. Nhưng mà em di chuyển không được. Mày tắt Unikey đi. Tắt Unikey đi. Buồn. Trời ơi tối cổ các bạn ơi, ôi. Thanh niên chưa tắt tiếng Việt xong bây giờ nói di chuyển. Thôi như vậy anh. Sao tắt rồi không di chuyển được. Mày bà phím hỏng à. Mày chat em, anh chứ em đi. Mày chat sao giết được. Mày chat được không. Mày chat thử em. Mày chat thử em nào. Mày chat được không. Mày chat được không. Mày chat được không. Không có chat được. À chứng tỏ mày bị lag chuột đúng không. Đúng. Trời ơi. Hồi trước tao có bị thế mà. Rồi xong rồi bây giờ sao giờ. Bây giờ khó đấy. Bây giờ khó đấy. Bây giờ muốn giết GB cũng khó đấy. Bây giờ nhá, phải gọi thanh niên qua đợi thanh niên kia giết thôi. Chứ giờ sao giết được mày. Em bấm vô nút hồi sinh là được à. Chắc à bây em. Giờ nhá, mày còn đúng rồi đúng không đi. Đúng không đi. Đúng không đúng không đúng không. Trời ơi, giờ khó nhờ. Cái tội bấm nút F rồi, chắc là mày bấm nút F sao ấy. Chắc là mày bấm nút rồi. Giờ khó đấy, bây giờ muốn giết được GB. Chát được này. Giờ sao nhờ chát được mà lại không giết được. Không đúng không đúng không GB. Mày không đấm được à? Ờ, căng nhờ. Giờ khó đấy. Giờ sao giết được, bây giờ phải gọi người qua giết thôi. Ê, ai đó qua giết GB đi. GB bị lag rồi. Giờ sao tao giết được, tao khắc, tao cùng team mày mà, sao giết được? Thế? Anh đẩy ngay em chỗ, anh đẩy em ngay chỗ nào đây? Để chỗ nào rồi, có chỗ nào mà đẩy? Giờ sao, em bị kẹt rồi, không chứ. Ừ, từ, tao xem thử nào. Có cách nào giết mày không được? Không giết được rồi bây giờ. À, tao có lựu đạn đây rồi. Ok nhá, được em ơi. Ok nhá, chắc chưa? Hợp lý không? Ơi, sao? Giờ sao? Bây giờ chỉ có thoát ra mà lại thôi, mà chắc gì thoát ra là còn slot nhở? Rồi, hay lắm em ơi, hay lắm. Cái số mày đen lắm rồi bây ạ, cái số mày đen lắm rồi bây ơi. Rồi sao giờ tao giết mày rồi đây. Rồi sao? Vậy còn cách nào khác không? Rồi sao? Cách nào? Nó vẫn chát được nhưng mà nó không di chuyển được cả nè. Khổ thân. Nhưng mà thú em ra được nè. Là sao? Tao tưởng mày này. Ừ, bấm được không? Vấn đề mày lát chuột đúng không? Mày bị lát chuột đúng không? Trời ơi. Tao biết rồi, tao biết lỗi rồi. Bây giờ chỉ có thoát ra và lại thôi. Mà thoát ra khả năng là mất slot đấy của mày ạ. Cày lắm rồi mày ạ. Bây giờ mày chỉ có cách là thoát ra thôi. Bây giờ mày thử thoát ra xong rồi tao kích của người ta. Ừ, có vẻ căng nhỉ. Không cho kích được. Ừ, thế bây giờ vấn đề ở chỗ đấy cơ. Đó, bây giờ tùy nhân phẩm của mày thôi. Em vô nhanh được á. Ờ, mày từ khó. Ok, mày cố gắng thoát ra lại xem. Được không? Ok nhá. Ồ, nhanh tay đấy. Nhân phẩm đấy, cái này là tùy nhân phẩm đấy. Ok. Nhân phẩm cao mới được đấy. Anh nhờ. Có ốp rồi. Cố lên các bạn. Thoát ra vào lại luôn các bạn ơi. Ui không được con ơi. Đây mà chưa thoát mày bị lát mà. Chưa thoát. Cứ bấm tụt vào. Ờ đây bấm tụt vào. Cố lên các bạn. Bấm tụt nhá. Được. Ok. Cứ spam nước vào. Cố lên. Mày chưa thoát đâu. Tao nhìn trong phòng này.
Đang bị lag ấy, đang bị lag ấy, cứ từ đây cố lên của bên bấm luôn nhá. Bấm đi, nhanh vào, bấm nhanh vào. Rồi xong rồi, từ từ có các thằng vào rồi, từ từ của bên nhá. Chuẩn bị đây. 3 2 1 bấm ơi, cố lên. Không được rồi, thế đi huy vào rồi. Từ từ. Bấm tiếp 1. Từ từ nào, thế thì Huy nó vào rồi. Rồi xong em ơi. Đèn lắm em ạ. Trời ơi, mày nhanh không thành người khác đâu. Hay lắm em ơi. Này rồi sao bảo rồi. Ôi súng khỏe phết nhở. Ê chà chà. À bây giờ mình thoát ngoài chưa, mình thoát ngoài chưa. Anh mời đó. Bấm liên tục nha, cứ bấm liên tục nha ta. Em bấm trên công an đúng không? Ừ, cứ bấm liên tục nha, Ok. Sắp bắn tục vào. Bắn nha. Đây. Ok. Hay lắm. Thanh niên Huy chơi của mình nhiều, các bạn ạ. Kích đúng rồi, thanh niên Huy là chơi của mình nhiều lắm rồi ấy. Phải nhường cho người hát chơi các bạn ạ. Thanh niên Huy này chơi của mình khớp bị nhiều đấy, là kích ở chuẩn rồi. Vào toàn gáy là cái tội kìa, kích là đúng rồi. Ok em ơi, về chiến đồ đi, lấy đồ này cho đồ này. Mở dương đi. Em đang bị lắc, bình bị lắc. Mở dương đi. Súng em đâu rồi? Mày mất đồ rồi, mày thoát ra lại mà. Cứ súng thoát ra lại đâu rồi. Quên à, rồi này cho đồ này, chế đồ này. Cho đồ chế đồ này, đó. Ok lấy đồ đi, chế đồ. Em đó. Mở dương đi đâu đi. Mày đã mở dương đâu? Quên à? Ừ, ok cuối cùng thì GB cũng vào được các bạn ạ. Trời ơi, ủa có thêm biến, có biến. Mộc nhân này. Ui, thế nên Pi Quang cầm kiếm gì xịn thế? Cầm quả kiếm gì kinh rồi, ui. Trời ơi. Đây, nhìn bắn nhầm. Ui trời ơi. Ô không chết kìa. Ô. Thế như này ăn chắc là ăn cái gì ấy? Chắc là ăn cái mặc giáp à, chắc là mặc full sinh ra mà các bạn ạ. Chắc là mặc full sinh ra phẩm châu thế chứ. Chứ làm gì có chuyện bắn súng ngắm. Bắn quả ốp, bắn mát không chết. Cái ốp này bao nhiêu đam không biết được. Mình cũng không biết là cái ốp này bao nhiêu đam các bạn ạ. Ok luôn các bạn ơi. Ừ, sắc kỳ cựu tao có full lâu rồi mày. Chế kiếm đi, tao có súng rồi các bê. Mày cầm kiếm đi, tao có súng rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Á đứt được cái gì? Á đứt nào? Mày chế kiếm đi, tao cầm súng rồi. Mày chế kiếm đi. À, ok, chế kiếm. Ừ, chế kiếm đi. Trời ơi. Ok các bạn ơi. Nào. Đứng sao bạn, từ mình coi xem là có đổi đồ ăn không nhá. Nào được. Ờ thức ăn này, bổ trợ này, súng thức ăn này. À đây có giảm tầm xa đây, bảo sao mấy ông kia trâu thế. Eo đây rồi. Ờ mua chưa nhở? Em có thêm nhiên lực nơi em đi đào. Ơ sao mua thất bại? Ờ sao không mua được nhở? Ơ không mua được các ạ. Ủa sao không mua được ta? Ủa sao mình là không mua được cái giảm tầm xa nhở? Lạ nhở. À còn không, hình như là hết hàng rồi sao các ạ? Hình như là hết hàng rồi sao ấy, không mua được thì phải. Ờ hình như là à đây còn hàng này. À đây may quá chỗ này còn hàng. Ôi thế nhưng Khai đánh thì kinh thế, không cho team bạn tỉnh à? Úi dồi ôi, mấy thanh niên team mình kiểu chiến thế. Còn bên kia mấy thanh niên kia chiến quá, mình còn chưa kịp làm gì luôn. mấy ông kia chiến quá. Sợ thật các ạ, mấy thanh niên kia chiến với kia thì đâu ai mà thắng được. Hoàng Linh với cả thanh niên Khang kiểu chiến quá, cầm kiếm thì chém kinh thế. Rồi đến lộn cho em, đến lộn nha Nam ơi. Lên đi, lên đi em, lên đi theo tao, đi tao này đâu rồi cơ bé. Lên trên đi. Mày đâu? Em đang ở nhà. Thì lên đi, đi thẳng lên. Ok. Trời ơi, đi thẳng lên. Em đang ở em phát rồi. Đi thẳng lên. Tao chế kiếm xịn đi, cầm kiếm vàng à. GB mặc full đồ kim cương các bạn ạ. Lên em ơi. Nào nào, đi. Chiến em ơi. Nào. Úi dồi ôi. Úi, hết là. Chiến đi, tanh cơ em ơi. Người bay tanh cơ em, ta bắn, đứng ngoài bắn cho. Đây, em vô. Thả sói đi. Sói đâu. Sói không đi theo mày à? Con sói đứng ở chỗ này. À, nó có đi theo. Ok. Đứng ngoài bắn thôi. Đừng quan hết kinh nghiệm. Mình đúng là mình ngồi bên chiến. Ủa thì mình chiến thế. Đúng là mình xả đạn các bạn ạ. Mẹ phải đứng ngoài xả đạn thôi. Ê, bên nào đạp một 100 mạng trợ thắng nhá. Hiện tại là tỷ số là 6-4-3 các bạn ạ. Áp đảo thực sự luôn. 6-4-3 thì ai chơi? Này thì Ôi giời ơi. Quăng bom à. Mẹ quăng bom. Quăng bom bóp tim. Bom mày né đi.
lựu đạn này né đi. Né đi em ơi, lựu đạn đấy, né đi. Em hay nhát thiên cương mà em yếu nhở. Ờ này tôi quên mất, không biết vì sao, bởi vì team bạn kiếm khỏe hơn nữa. Mày phun đồ nhưng mà team bạn cũng phun đồ, hiểu không? À. Mặc dù em bị chết. Mặc dù mày phun nhát thiên cương nhưng mà team bạn cũng kiếm xịn nữa, cũng đồ xịn, thành ra mày cũng thế thôi. Hey. Này thì bướng này. em trốn vào đây nha. Này thì bướng. Mày cầm kiếm mày trốn làm gì? Mày cầm súng sao mày trốn mà trốn? Cầm kiếm lên chiến đi em, thả sói đi. Thả sói đi. Tao cầm súng tao phải núp chứ, hiểu không? Anh hùng núp mà. Sniper là phải núp chứ đúng không? Trời ơi, mày hiệp sĩ mà, mày tanker mà, GB tanker mà. Trời ơi. Tanker lên chiến đi em, lên chiến đi. Để anh đứng ngoài support cho. Đó, tao support cho GB. Anh đang support cho. Ôi, hết đồ ăn anh ơi. Hết đồ ăn, nó sẽ hết đồ ăn. Anh có đồ ăn cho em. Có đây. Về Đây. Này đồ ăn này. Này, tăng cận chiến này. Này, đấy, chiến đây. Ăn hết vào. Đó. Có phải tăng đam đấy, cắn hết vào chiến đi GB. Chiến đi em. Lên support đi, lên tanker đi. Okay, anh đứng ngoài em bắn đâu. Ông ơi, chạy. Chạy à. Chạy này. Ủa châu thế. Châu bắn lâu cũng chết cả nè. Châu chúng tôi có bé đồ GB. Bé chiến đâu rồi. Đúng rồi. Chạy đi. Bé chiến đi GB, đúng rồi. Bé chiến đi, tao thúc bọn rồi. Bắn đúng rồi, đúng rồi. Ok em ơi. Hey, bắn rồi thì bắn rồi, đúng rồi, tao support cho. Ôi, 100 mạng rồi các bạn ơi. 100 mạng rồi, chiến em ơi. Chiến đi, đúng rồi, càng quét đây em ơi. Chiến đi. Ôi, chiến em tận, à không. Úi xồi. Này thì, ui, GB cố lên. Hồi máu đi. Có bay máu. Không, em xấu lắm. ok em ơi. Ok, anh support cho. Ôi, tỷ số 117-7 kìa, chân lệch thực sự luôn. Ui, có thằng này. Ok. Tấn công anh, đúng rồi, đấy, đúng rồi, bảo kê. Anh đâu anh gì, không? Anh chỉ máu cho mày chém là không, hợp lý không? Đó, anh chỉ máu cho mày chém, hợp lý. Cánh trái kìa, đúng kìa, cánh trái này. Yếu. Cánh trái bên kia kìa, có thằng gì kìa, có thằng West Dan như này, đây, thấy không? Ok, hồi máu đi, bảo kê đâu. Về máu đi. Đó. Để máu chưa, lên chiến đi. Lên chiến tiếp, hay không? Chiến thật không? Đó, chiến thật, một người diệp, một người đánh. Ghê không? Ok em ơi, 137 mạng rồi. Đánh lên 150 nhá. Đánh lên 150 nghỉ nhá. 155 rồi các bạn ơi. Andy kìa, Andy tấn công, đi tấn công anh này. Cắn búa bạn ơi. Khỏe thực sự các bạn ạ. Châu. Người ta soi cánh phải cái một phân kìa. Bên phải. Đúng kìa. Đó, bên phải đây. Ấy dựng tường, đúng rồi, chiến đi, đúng rồi. Bay vào, lao vào chiến. Ok em ơi. Anh soi cho. Anh phụ. Anh phụ cho em ơi. Ok em ơi. Pi quang gì đây? Ui, gì đây? Ôi GB cho cái này kiếm VIP rồi GB. Anh còn kiếm VIP rồi GB, cho đồ VIP này. Ôi, có bạn đồ đết kiếm VIP này, đồ đết. Kiếm gì đây, lên chiến đi em. Coi kiếm này có cái gì. Lên chiến phát chung luôn đấy. Cắn mày hamburger, ăn hamburger vào. Em ăn gọt. Chiến phát chung luôn đấy, khả cục luôn. Ôi, mẹ chết luôn. Sao con này. Ok các bạn ơi, rồi. Khỏe thực sự luôn. Map này có tên là Đại Chiến Đào Dầu Mỏ nhá. Map của bạn tên là Mini Game MTV, ID là 3948938380. Các bạn ở trong map này chơi cũng khá là hay, khá là ok đấy. Rồi thì video xin phép được lúc đấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì, muốn mèo Peo làm thế gì nữa thì đừng quên để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.